Trước diễn biến của cơn bão số 5, bên cạnh việc duy trì nghiêm chế độ trực quân số, đảm bảo thông tin liên lạc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã triển khai một số nhiệm vụ cấp bách, sẵn sàng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Đối với các hộ nuôi cá lồng bè trên các sông Vịnh Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng thành phố yêu cầu neo đậu và di dời người trên các lồng bè lên bờ. Với những tàu cá còn hoạt động ven bờ, các đồn trạm kiểm soát biên phòng cần khẩn trương gọi về tránh trú bão, hướng dẫn cho tàu cá tại khu vực Hoàng Sa tìm nơi tránh bão an toàn. Đối với các tàu hàng đang neo tại cảng Tiên Sa, Vịnh Đà Nẵng, cảng Sông Thu, cảng Liên Chiểu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã có phương án đảm bảo an toàn cho các thuyền viên. Trên Vịnh Đà Nẵng có 10 tàu vận tải, trong đó có 2 tàu nước ngoài đến Vịnh Đà Nẵng làm hàng. Chúng tôi dự báo khi bão số 5 đổ bộ, có thể có một số phương tiện vận tải vào Vịnh Đà Nẵng để mà trú bão. Do vậy, chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng y tế địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch cho số tàu vận tải và thuyền viên đến Vịnh Đà Nẵng. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đồn biên phòng đảm bảo lực lượng, phương tiện để tiến hành hỗ trợ di dời, sơ tán các hộ dân khi cần thiết, đặc biệt là bà con nhân dân ở các địa bàn khu vực biên giới biển, ở các vùng nguy hiểm, sung yếu đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.